7 loại quà tốt lành nên thắp hương trên bàn thờ ngày Tết để tiền bạc về ùn ùn ngay lập tức. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Lời đầu tiên, xin kính chúc quý vị và các bạn vạn sự an khang, tấn tài tấn lộc, chiêm nghiệm được nhiều kiến thức tử vi, phong thủy để gia đạo luôn được bình an, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, Tết đến xuân về là lúc con người ta hân hoan trở về nhà quê quần, sum họp sau bao vất vả mưu sinh của một năm. Là thời khắc thiêng liêng trước tinh thần gia đình, là tỏ lòng kính yêu của con cháu đối với ông bà, tổ tiên, đối với cha mẹ. Chính vì vậy, việc chuẩn bị một cái Tết ấm no, hạnh phúc là điều mong mỏi của bao thế hệ con người Việt Nam. Ngoài bánh chưng, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, người dân miền Bắc rất khắt khe trong việc chuẩn bị mâm ngũ quả trên bàn thờ gia tiên. Theo quan niệm phong thủy học, bàn thờ ngày Tết chính là nơi quy tụ tài lộc và là yếu tố quyết định tiền bạc của cải trong một gia đình tại năm đó có thịnh vượng, phát tài phát lộc hay không. Chính vì vậy, việc lựa chọn hoa quả để thắp hương trên bàn thờ ngày Tết luôn là mối quan tâm chung của rất nhiều người, đặc biệt là các gia chủ coi trọng việc lễ bái, thờ cúng. Vậy trên bàn thờ ngày Tết nên bày những quả gì để có một năm tấn tài tấn lộc, bình an, may mắn? Hãy cùng Sống Để Hạnh Phúc lắng nghe và tìm hiểu trong video ngày hôm nay quý vị nhé. 7 loại quả tốt lành nên thắp hương trên bàn thờ ngày Tết. Thứ nhất, quả bưởi. Theo phong tục của người Việt, trong dịp Tết cổ truyền, mỗi gia đình đều sắm lễ, bày mâm ngũ quả để dâng lên tổ tiên, thể hiện lòng hiếu thảo, mong cầu một năm mới tốt lành. Mâm ngũ quả thường gồm có 5 loại quả với màu sắc khác nhau, tùy vào mỗi vùng miền, mỗi gia đình. Nhưng bưởi là loại quả không thể thiếu. Những quả bưởi tròn, cuống lá xanh tươi, lớp vỏ căng bóng, vàng óng, hương thơm nhẹ mà tinh khiết được bày ở chính giữa mâm ngũ quả, tượng trưng cho đoàn viên và may mắn bình an cho gia đình, thể hiện ước mong những người xa quê có thể về đoàn tụ với gia đình. Chính vì vậy mà nó trở nên đắt hàng dịp Tết đến xuân về. Bưởi được xem như là một trong những loại quả truyền thống dùng để thắp hương khá phổ biến ở miền Bắc và miền Nam trong dịp Tết cổ truyền. Với mục đích thắp hương tổ tiên nên việc chọn những quả bưởi chất lượng được nhiều người chú trọng. Nếu những quả bưởi bạn chọn không đẹp, không ngọt, không ngon, không tròn, sẽ mang lại những điều không may mắn cho cả năm. Đa số nhiều người miền Bắc thường chọn những quả bưởi diễn để làm bưởi cúng lễ vì có hương thơm ngọt và thanh khiết. Khi chọn bưởi diễn, bạn sẽ phải chọn những quả có hình dáng tròn đều, cuống nhỏ, vỏ bưởi sờ thấy mỏng, màu vàng rơm hoặc là vàng đậm. Tuy nhiên, nếu bạn chọn những quả rám nắng dẹt thì sẽ ngọt hơn quả vàng. Dạo quanh những chợ dân sinh, các cửa hàng hoa quả dễ dàng bắt gặp các gian hàng bày bán bưởi thờ Tết, thu hút rất đông người dân chọn mua. Chị Đoàn Thị Hương ở xã Đoàn Đào, Phù Cừ cho biết, Tết cổ truyền năm nào, gia đình tôi cũng bày mâm ngũ quả, thắp hương gia tiên. Tùy từng năm mà các loại quả có sự thay đổi, nhưng quả bưởi thì không thể thiếu. Trên bàn thờ những ngày Tết, chỉ cần có quả bưởi chín vàng, thơm ngát, được đặt giữa nải chuối xanh, rồi thắp nén hương trầm là cảm thấy không khí xuân. Tại chợ đầu mối nông sản Trần Cao, những ngày giáp Tết, có rất nhiều gian hàng bày bán bưởi thờ. Chị An Thị Xuân, một tiểu thương bán hoa quả tại chợ cho biết, bưởi hiện giờ có quanh năm và rất đa dạng. Tuy nhiên, để thờ Tết thì khách hàng thường chọn mua bưởi diễn vì có màu vàng đẹp, hương thơm đặc trưng, cành lá xanh tốt. Còn các giống bưởi ở miền Nam mang ra như bưởi da xanh, bưởi năm roi bán chậm hơn, chủ yếu khách mua về ăn Tết chứ không thờ. Dẫn chúng tôi đi thăm vườn bưởi hơn 20 năm tuổi, những quả bưởi vàng ươm đẹp mắt, hương thơm thoang thoảng theo gió lan tỏa khắp vườn. Ông Nguyễn Văn Uyển ở xã Ngô Quyền, Tiên Lữ cho biết, nhà tôi có 4 mẫu ruộng, trong đó chủ yếu là trồng bưởi diễn,
mỗi năm có thu hàng vạn quả bưởi. Phần lớn số bưởi được bán từ đầu tháng 11 âm lịch cho khách mua lẻ và khách buôn, còn lại khoảng vài trăm quả đẹp. Thương lái đặt mua để giáp Tết đến thu hoạch mẫu mã đẹp hơn và giá bán buôn cũng cao hơn bưởi thường. Với màu đỏ đặc trưng, đẹp mắt, bưởi đỏ được xem là biểu tượng của sự may mắn và tài lộc. Vì thế loại quả này được nhiều người tìm mua về để bày mâm ngũ quả ngày Tết, đi lễ chùa hay biếu người thân, bạn bè dịp năm mới. Không chỉ chọn quả bưởi để bày mâm ngũ quả, nhiều gia đình còn chọn mua cây về chơi Tết. Những cây bưởi cành lá sum suê, quả chín vàng thơm ngát cùng với lộc biếc và hoa thơm hội tụ đủ tứ quý, mang ước mong tài lộc, sức khỏe và bình an trong năm mới của gia chủ. Theo ngũ hành, trong triết học cổ phương Đông, quả bưởi màu vàng tượng trưng cho hành thổ, cầu mong phúc lộc được nâng niu, coi trọng. Những gia đình trồng cây bưởi trong vườn nhà đều để dành những quả tròn đẹp, cân xứng, lộc lá nhất để dành chảy vào dịp Tết. Trước khi bày lên bàn thờ, gia tiên, gia chủ thường dùng chiếc khăn sạch có thấm thêm chút rượu trắng để lau rửa cho mã quả thêm sáng. Dù cuộc sống có đổi thay, nhưng người dân Việt từ bao đời nay vẫn nâng niu, gìn giữ quả bưởi trên bàn thờ mỗi khi Tết đến xuân về. Cùng với sắc hồng của hoa đào, sắc vàng của quả bưởi hòa vào sắc xanh của chuối, tạo nên sự hài hòa giữa một không gian đặc biệt để hương sắc xuân thêm ngập tràn. Thứ hai, quả táo. Táo thường được trưng cúng trên bàn thờ, không chỉ bởi màu sắc đẹp mà còn có ý nghĩa riêng của nó. Những quả táo có màu đỏ thường được trưng nhiều hơn là hai màu xanh và vàng, bởi nó mang ý nghĩa tốt lành. Loại trái cây này còn biểu trưng cho sức khỏe và sự hòa hợp đầm ấm trong gia đình. Táo với vẻ ngoài bắt mắt và màu sắc tươi sáng mang theo một ý nghĩa sâu sắc về bình an và hòa hợp trong cuộc sống, tượng trưng cho sự yên bình và sự hòa hợp. Quả táo thường được đặt trên bàn cúng như một biểu tượng trong mong muốn về một mái ấm tràn đầy niềm vui, lòng tương thân tương ái. Trong lĩnh vực phong thủy, táo cũng được xem như một biểu tượng của sự yên bình và hòa hợp trong môi trường sống. Màu đỏ đặc trưng của táo mang theo ý nghĩa của sự may mắn và tài lộc. Việc đặt những quả táo trong không gian sống có thể tạo ra một cảm giác tươi mới và nâng cao năng lượng tích cực. Đồng thời, táo cũng thể hiện sự tương phản của cuộc sống khi nó mang cả hai mặt trái và phải, tượng trưng cho sự cân bằng. Việc duy trì sự hài hòa và tạo môi trường sống đẹp đẽ, yên bình là điều mà nhiều người luôn khao khát. Với tất cả những ý nghĩa và biểu tượng tích cực mà nó mang lại, quả táo không chỉ là một loại trái cây thông thường mà còn là một biểu tượng thể hiện sự mong muốn và hy vọng cho cuộc sống hàng ngày. Thứ ba, quả Phật thủ. Vào ngày Tết Nguyên đán, nhiều gia đình có thói quen đặt quả Phật thủ lên bàn thờ. Quả Phật thủ có màu vàng chanh cùng với hương thơm thanh mát, dịu nhẹ, được dùng làm nguyên liệu thuốc hoặc nấu những món ăn bổ dưỡng. Thế nhưng không phải ai cũng nắm được ý nghĩa của việc đặt quả Phật thủ lên bàn thờ ngày Tết. Nếu cây mai, cành mai ngày Tết tượng trưng cho sự giàu sang phú quý, đào xua đuổi tà ma, quất tượng trưng cho một năm bội thu mùa màng, thì Phật thủ lại có ý nghĩa đem lại may mắn, tài lộc suốt cả năm. Phật thủ là loại quả thường được bày trên mâm ngũ quả hoặc thắp hương hơn là để ăn. Loại quả này thường phổ biến ở miền Bắc. Phật thủ có hình thù như bàn tay Phật, ruột xốp đặc, vỏ màu xanh hoặc vàng. Tuy nhiên, lại thuộc họ cam quýt nên vỏ cũng như thân chứa nhiều vitamin và khoáng chất tự nhiên như các loại quả cùng họ. Theo quan niệm xưa, Phật thủ là loại quả dùng để thờ Phật và gia tiên vì có mùi thơm, tác dụng lưu giữ thần Phật và gia tiên ở lại trong nhà lâu hơn để phù hộ cho gia chủ. Quả Phật thủ thường được bày trên mâm ngũ quả và đặt trên bàn thờ để thắp hương cho tổ tiên. Nếu bày trên mâm ngũ quả, người Việt Nam thường đặt loại quả này ở trung tâm, nơi cao nhất trong mâm ngũ quả. Phật thủ là loại quả cùng họ với bưởi, chanh, cam, với vỏ dày, chứa đựng nhiều tinh dầu.
Hương thơm của quả Phật thủ được nhận xét là dễ chịu, thơm nhẹ, thanh mát. Khi đặt quả Phật thủ lên bàn thờ, sẽ đem đến hương thơm dễ chịu cho nơi thờ cúng, khiến cho không gian trở nên sạch trong và thanh khiết. Không chỉ vì lý do mùi hương dịu nhẹ hợp với việc đặt lên bàn thờ, mà quả Phật thủ còn chứa đựng ý nghĩa bình an, may mắn, nên được nhiều người lựa chọn mua về để dâng cúng. Theo các câu chuyện ghi lại, thì thời điểm Phật giáo du học từ Ấn Độ lan đến những nước khác, các nhà sư đã đem một loại quả có hình dạng như những ngón tay cong với hương thơm dịu nhẹ. Đây chính là quả Phật thủ. Nhiều người quan niệm rằng màu sắc vàng đẹp mắt cũng như hương thơm dịu nhẹ của quả Phật thủ sẽ giữ chân gia tiên ở lại trong nhà lâu hơn, phù hộ độ trì cho các thành viên trong gia đình bình an, sức khỏe và tài vận hanh thông. Đó chính là lý do mà người ta đặt quả Phật thủ trên bàn thờ Phật, tổ tiên với mong muốn cầu may mắn, bình an, sức khỏe và tài lộc. Giống như tên gọi của loại quả này, quả Phật thủ có hình dáng giống như bàn tay Phật đang khum lại với ý nghĩa che chở cho chúng sinh. Với việc đặt quả Phật thủ lên bàn thờ, các gia đình cầu mong một năm mới thuận lợi như ý, may mắn, không gặp phải tai ương hay những điều xui xẻo. Bí quyết giữ được quả Phật thủ tươi lâu, màu đẹp. Người ta thường dùng rượu trắng để lau bụi bẩn bám trên quả. Nếu đặt trên bàn thờ, có thể đặt thêm bát nước hoặc một vài viên B1, đặt đoạn cành Phật thủ xuống bát nước đó. Một thời gian sau, cành sẽ ra rễ và có tác dụng hút nước, nuôi quả. Ngoài cúng Tết, quả Phật thủ còn được người dân dùng trong những dịp như mừng thọ, khai trương, khánh thành, tân gia, trưng bày tại văn phòng cơ quan hành chính hay tại phòng riêng. Sở hữu một quả Phật thủ trong gia đình ở nơi làm việc giúp cho quý vị có nhiều may mắn, mạnh khỏe và một niềm tin vào năm mới suôn sẻ, thuận lợi hơn. Thứ tư, quả thanh long. Trong tâm thức của người Việt, bàn thờ không chỉ là nơi linh thiêng, tụ khí tụ tài, mà còn là nơi con cháu bày tỏ lòng thành kính. Bởi vậy, những vật phẩm được bày biện trên bàn thờ đều phải mang ý nghĩa tốt lành nhất. Chính vì thế, từ bánh kẹo đến hoa trái phải lựa chọn cẩn thận, đặc biệt là các loại quả tươi mang sinh khí dùng để thắp hương cần đạt yêu cầu về cả hình thức lẫn ý nghĩa. Mặc dù hoa quả dâng lên bàn thờ tượng trưng cho lòng thành của gia chủ, nhưng cũng cần phải hiểu được ý nghĩa của việc bày biện hoa quả, từ đó mới chọn được loại quả tốt lành, tránh thất kính với thần linh và gia tiên. Nếu như hoa dâng trên bàn thờ mang những điều thơm thảo, rực rỡ, nở rộ nhất, thì quả ngọt tượng trưng cho sự cô đọng, tất thảy những tinh túy của trái cây. Bởi quả ngọt chính là ý niệm của sự viên mãn, đủ đầy, nên loại quả dâng lên bàn thờ thường mang ý nghĩa giàu có, thịnh vượng và sinh sôi nảy nở. Thanh long là một thức quả như vậy. Loại quả có vỏ ngoài màu hồng sáng này mang ý nghĩa thịnh vượng trong phong thủy, mang bày lên bàn thờ vừa may mắn lại vừa thu hút tài lộc. Rất khác với những chiếc gai nhọn tua tủa của sầu riêng, loại quả kiêng bày trên bàn thờ. Những chiếc tai xanh của quả thanh long luôn hướng lên trên, ngụ ý cho sự sinh sôi phát triển. Thanh long nghĩa là rồng xanh. Từ quan niệm trong dân gian và các truyền thuyết, những chiếc tai màu xanh tựa như chiếc vảy rồng. Những vật phẩm mang biểu tượng rồng xanh trong phong thủy đều có ngụ ý bảo vệ chủ nhân, dẹp trừ tiểu nhân và thích hợp cho những người đang phấn đấu công danh. Hơn nữa, quả thanh long có vẻ ngoài đẹp đẽ, trang nhã và sang trọng, nên được chị em thường chọn để bày biện trên bàn thờ gia tiên. Màu đỏ hồng rực rỡ, tươi tắn, đẹp mắt ấy khi bày cùng với những loại quả khác sẽ tạo nên sự hài hòa về phong thủy, đủ về ngũ hành. Chính vì vậy mà thức quả thanh long càng có ý nghĩa tốt lành và may mắn được bày trên bàn thờ vào những ngày Tết Nguyên Đán. Cùng là quả thanh long, nhưng có sự khác biệt nhất định giữa việc chọn thanh long đỏ hay thanh long trắng để thắp hương trên bàn thờ. Vì sao lại có sự khác biệt này? Về ngoại hình, thanh long trắng có phần tai màu xanh dài và hướng thẳng lên trên, đẹp mắt, nên thường được chọn để thắp hương nhiều hơn. Còn thanh long đỏ, phần tai chủ yếu ngắn, cụp tai,
nên thường dùng để ăn. Tuy nhiên cũng có lúc thanh long đỏ có trái tai xanh, mỡ màng và dài, nên có thể mua về thắp hương nếu như bày mâm lễ ngũ quả. Nên chọn thanh long trắng để đẹp mắt và dễ bày biện hơn. Trước khi muốn bày quả thanh long trong mâm lễ đẹp thì cần phải chọn được những quả đẹp và tươi. Những quả thanh long mới hái vừa khô nhựa một chút, thân quả tròn căng bóng, không bị sâu và nứt vỡ. Phần tai quả phải hướng lên trên, có thể uốn lượn nhưng nhìn chung vẫn phải hướng lên trên. Khi mua thanh long, nên chọn những quả có màu sắc hồng đều. Dù tròn hay thuôn dài thì mình quả đều phải mẩy và không được héo. Những quả thanh long có phần tai bị vàng úa hoặc héo nâu lại thì không chọn. Số lượng thanh long bày biện trên bàn thờ phải dùng số lẻ, chẳng hạn là 1, 3, 5, 7. Cho nên bạn cần chọn đĩa bày và số lượng thanh long cho phù hợp. Trong mâm ngũ quả, thường bày một quả thanh long to đẹp và kết hợp với các loại quả khác như là chuối, bưởi, táo, quýt, quất, dứa. Còn đối với các mâm lễ quả thông thường thì có thể bày 3, 5, 7 quả xen kẽ với các loại quả khác hoặc bày nguyên mâm lễ thanh long tùy thuộc vào ý định của gia chủ. Thứ 5. Quả cam. Cam với vẻ ngoài bắt mắt và màu sắc rực rỡ trở thành một biểu tượng quan trọng trong các ngày lễ Tết được ưa chuộng hàng đầu. Cam đại diện cho những mong muốn về sự may mắn và thành công của gia chủ. Từ xa xưa, cam được coi là biểu tượng của sự thịnh vượng và vượng khí. Khi đặt cam lên bàn thờ cúng, người ta mong muốn rằng gia đình sẽ đón nhận những điều tốt lành và thành công trong mọi khía cạnh. Màu cam sáng bóng của quả cam cúng được liên kết với ý nghĩa của sự phát triển và thịnh vượng. Ngoài ra, cam còn mang theo ý nghĩa phòng tránh những điều xui xẻo không may. Với vị ngọt ngào và hương thơm dịu dàng, còn tạo nên một tinh thần lạc quan và tích cực trong môi trường sống, đem đến sự tươi mới và tinh khiết. Quả cam cũng thể hiện khả năng tái tạo và khởi đầu mới mẻ, đồng thời mang đến tiền tài và thành công cho toàn bộ gia đình. Tóm lại, cam không chỉ là một loại quả ngon ngọt mà còn là biểu tượng của sự hy vọng và mong muốn về sự thịnh vượng và thành công trong cuộc sống. Việc đặt cam trên bàn thờ cúng không chỉ là sự thể hiện lòng kính trọng mà còn là cách thể hiện tình cảm và niềm tin vào những điều tốt lành trong tương lai. Thứ 6. Quả dưa hấu. Về quả dưa hấu, trong bài tựa Hiệu Chính Sách Lĩnh Nam Trích Quái Liệt Truyện của Lê Quý Đôn có nói: sản vật mùa hè của nước ta không gì quý bằng dưa đỏ. Nêu chuyện quả dưa đỏ để tỏ rõ cái ý cậy của mình, làm không nhớ ơn người. Dưa hấu luôn là loại quả giải khát quen thuộc ở nước ta mỗi dịp hè về. Nếu hỏi quả dưa hấu có thể thắp hương không thì câu trả lời chắc chắn là có. Dưa hấu với hình thù tròn trịa chính là tượng trưng cho trời đất. Dưa hấu có màu đỏ. Màu sắc này mang ý nghĩa của sự may mắn. Dưa hấu là thức quả mà sự đoàn viên ẩn chứa tình cảm của người thân và gia đình. Thắp hương bằng quả dưa hấu vào ngày Tết còn thể hiện sự may mắn, tài lộc của mỗi gia đình. Vì nguồn gốc xuất xứ của mình, trong chuyện cổ tích về Mai An Tiêm, dưa hấu còn mang ý nghĩa về sự kiên trì, tự lực cánh sinh, xanh vỏ đỏ lòng của dân tộc ta từ xưa. Hơn thế nữa, đây còn được xem là một loại quả quý, nên dâng dưa hấu lên bàn thờ tổ tiên chính là sự tôn kính của con cháu dành cho tổ tiên ông bà. Theo quan niệm từ xa xưa, số lẻ tượng trưng cho dương là số mang lại may mắn, bình an và tài lộc cho gia chủ. Còn các số chẵn lại là các số âm, mang ý nghĩa xui xẻo và thất bại. Cho nên khi thắp hương, hoa quả trên bàn thờ gia tiên, người ta thường thắp hương hoa quả với số lẻ như là 1, 3, 5, 7 quả tùy vào kích thước quả cùng với kích thước đĩa. Bởi quả dưa hấu có kích thước khá lớn nên thường chỉ thắp hương một quả dưa hấu, còn lại kết hợp thêm một vài loại quả khác cho đĩa quả thêm đẹp mắt và đầy đủ, sùng túc. Bạn có thể chọn dưa hấu vỏ xanh truyền thống để dâng lên bàn thờ ông bà. Đồng thời dưa hấu trong dịp Tết 2024 này lại càng phong phú, đa dạng với nhiều chủng loại như dưa hấu thỏi vàng, dưa hấu hình vuông, dưa hấu tròn và đặc biệt phước lộc tài
in nổi trên vỏ dưa hấu. Các quả dưa hấu được khắc chữ thư pháp nghệ thuật. Những hình ảnh đẹp mắt, ý nghĩa cũng được nhiều người tìm mua để trưng Tết âm lịch này. Người xưa vẫn quan niệm rằng màu sắc của dưa hấu trong ngày Tết tượng trưng ít nhiều cho sự hưng thịnh của gia chủ trong năm mới, là quả bói đầu năm của mọi nhà. Dưa hấu đầu năm mà đặc ruột, màu đỏ tươi, mọng nước và ngọt lịm thì báo hiệu đó là một năm tuyệt vời. Ngược lại, nếu quả dưa hấu không may mắn là những quả dưa hấu đã úa màu, ruột không đặc, màu không đỏ, ít nước và không ngọt. Vì thế, chọn dưa ngày Tết là một trong những điều quan trọng cần phải chuẩn bị chu đáo ở mỗi nhà. Không chỉ dùng để trưng trên bàn thờ, dưa hấu còn là thức quà giải nhiệt ngày Tết. Trong các thức ăn của ngày Tết như món thịt kho trứng, củ kiệu, bánh mứt thì dưa hấu là loại trái cây được hầu hết mọi nhà dùng làm món tráng miệng tươi mát. Hơn nữa, theo sự phân tích của các nhà dinh dưỡng học, dưa hấu là thức quà với vị thuốc giải khát thanh nhiệt hiệu quả nhất. Thức quả này không có chất gây hại cho cơ thể, cũng như không làm tăng cân người dùng vì có lượng ngọt lịm trong từng quả dưa hấu. Bởi thế, nếu ngày Tết âm lịch này, bạn có thể chọn mua thật nhiều quả dưa hấu để ăn trong gia đình và mời khách tới nhà nhé. Người bổ dưa phải là người đứng đầu trong nhà. Sau đó những miếng dưa được bổ sẽ truyền cho mọi thành viên trong gia đình san sẻ niềm vui ngày Tết đến. Quả dưa hấu được bổ đôi rồi bổ tư, trông như những chiếc thuyền rồng sơn son đỏ mịn lóng lánh. Những hạt đen lạ trông như nét chạm trổ viền trên phông nền đỏ, và phía dưới là sắc xanh đầy rắn chắc của vỏ dưa, giúp chiếc thuyền trụ vững vượt qua bao giông tố. Thật là ý nghĩa phải không nào? Và thứ bảy là quả lựu. Trong danh sách những loại quả được lựa chọn để thắp hương ngày Tết, không thể bỏ qua vị trí đặc biệt của quả lựu. Lựu không chỉ là một loại quả ngon mắt, mà còn chứa đựng những ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống, hạnh phúc và thịnh vượng. Khi bạn thắp hương bằng quả lựu, bạn đang gửi đi những ước nguyện tốt lành cho gia đình của mình. Lựu tượng trưng cho sự tươi mới, màu đỏ rực rỡ của nó mang theo ý nghĩa của tình yêu và sự sung túc. Cảm giác ngọt ngào khi ăn quả lựu không chỉ đem lại hương vị ngon miệng mà còn làm thức tỉnh những cảm xúc tích cực trong cuộc sống hàng ngày. Lựu cũng mang theo ý nghĩa về sự đoàn kết và thịnh vượng của gia đình. Việc thắp hương với lựu trên bàn thờ không chỉ là cách thể hiện lòng thành kính và tôn trọng đối với tổ tiên, mà còn là lời cầu nguyện cho một cuộc sống gia đình tràn đầy hạnh phúc và tình yêu thương. Lựu còn tượng trưng cho sự sum vầy và đoàn kết như những hạt muối chất chứa bên trong vỏ, tạo nên sự tượng trưng của đoàn kết và bền vững. Trong truyền thống và văn hóa dân gian, lựu luôn được coi là biểu tượng của tình yêu và may mắn, với màu sắc tươi sáng và hương vị ngọt ngào. Lựu không chỉ là một món quà tự nhiên, mà còn là một sự kết nối tinh thần giữa người thờ cúng và thế giới tâm linh. Vậy nên, việc thắp hương bằng quả lựu là cách tuyệt vời để thể hiện lòng tri ân và tôn vinh đối với tổ tiên, cũng như mang đến những ước nguyện tốt lành cho tương lai, hạnh phúc và thịnh vượng của gia đình. Thưa quý vị, trong chuỗi ngày của cuộc sống, những tín ngưỡng và phong tục tâm linh luôn đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, việc lựa chọn những loại quả phù hợp để thắp hương không chỉ đem lại tài lộc, mà còn là cách thể hiện lòng kính trọng và tri ân đối với tổ tiên.